Hiện nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lạng Giang và lực lượng chức năng, chính quyền các xã, thị trấn của tỉnh Bắc Giang đang tập trung cùng người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Hội đã cử cán bộ, hội viên tham gia công tác hậu cần, hỗ trợ hộ gia đình sơ tán tài sản, thu hoạch nông sản, hỗ trợ ngày công sửa nhà bị thiệt hại sau bão. Hội còn cùng lực lượng chức năng, chính quyền các xã, thị trấn tham gia xử lý sạt trượt mái đê, đặc biệt tại các xã như Nghĩa Hưng, Hương Sơn, Dương Đức, Xuân Hương. Những khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả của cơn bão vẫn còn trước mắt. Dù vậy, trong hoàn cảnh nào, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn của người dân vẫn được nêu cao. Về tai nạn gây thương tích liên quan đến phụ nữ, trẻ em, có gia đình bà Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1965, thôn Thanh Lương, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây gió mạnh đã hất tung mái tôn chống trần nhà bên cạnh bay vào mái nhà bà Phượng. Hậu quả làm bà Phượng bị thương ở mặt, đầu và cháu gái Hoàng Diệu Linh, sinh năm 2016, bị thương ở đầu, cánh tay. Nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo sơ cứu, xử lý vết thương, kịp thời đưa hai bà cháu xuống bệnh viện đa khoa huyện Lạng Giang để sơ cứu. Sau đó tiếp tục đưa hai bà cháu đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang để chụp chiếu. Hiện nay hai bà cháu đã được đưa về nhà điều trị. Hoàn cảnh gia đình bà Phượng rất éo le, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Bản thân bà bị mắc bệnh tâm thần, con gái đi lấy chồng xa nhiều năm không về, trước khi lấy chồng để lại một con nhỏ cho bà Phượng nuôi là cháu Hoàng Diệu Linh, cũng bị tai nạn do bão. Hiện nay, hai bà cháu đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Nhận được thông tin về tình hình tai nạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lạng Giang đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Thịnh phối hợp với Ủy ban nhân dân và các ngành, chi hội phụ nữ thôn Thanh Lương trực tiếp tới hỗ trợ gia đình bà Phượng khắc phục hậu quả sau bão. Kịp thời hỗ trợ tiền mặt cũng như điều trị vết thương, hỗ trợ ăn uống hàng ngày và chăm sóc cho hai bà cháu.